BVT Tóc xin hân hạnh giới thiệu tới các bạn kiểu tóc Mohican, luôn dẫn đầu xu hướng tóc nam với sự gọn gàng thoáng mát, toát lên vẻ đẹp trai phong độ và vô cùng nam tính. Đây là sự lựa chọn hàng đầu cho tất cả anh em, với ưu điểm dễ dàng tạo kiểu, vuốt sáp hoặc để tự nhiên anh em vẫn hoàn toàn tự tin dưới mọi góc nhìn. Anh em nào có chất tóc khô, cứng, bung thì đây là lựa chọn hàng đầu. Chúc tất cả anh em luôn chọn được kiểu tóc đẹp nhất. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video mới nhất nha. Cảm ơn tất cả mọi người.